Nhà đất Lộc Nguyễn, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang trong một cái con đường này dẫn tới vị trí nhà mà hôm nay Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị nha. Vị trí nhà nó chỉ cách cái mặt tiền quốc lộ 50 á, chỉ tầm khoảng 200 mét thôi quý anh chị. Và nhà của chúng ta là đường xe hơi di chuyển vào bên trong nhà luôn, và có một cái khoảng sân khá là rộng rãi để cho quý anh chị đậu xe luôn nha. Và hôm nay á, trên cái tuyến đường này nè, có một cái đám cưới đi vô đường á quý anh chị, chứ không phải là quay trong cái nhà trong đám cưới đâu. Đó thì căn nhà thì căn nhà của chúng ta có cái diện tích là bao nhiêu ạ? Có diện tích là ngang 4 dài 28 m. Có diện tích là ngang 4,2 m dài 28 m, được thiết kế là một trệt, hai lầu, có đến 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh luôn nha quý anh chị. Đó, một căn nhà khá là rộng rãi cho những gia đình nào có từ 6 thành viên trở lên chúng ta sở hữu cái căn nhà này nha. Một cái căn nhà được làm với cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng sáng, khá là đẹp mắt luôn quý anh chị. Một cái kiểu nhà khá là sang trọng luôn. Đó, quý anh chị nhìn mặt diện bên ngoài nè, một cái ngôi nhà được thiết kế là một trệt một lầu với những cái hoa văn và họa tiết khá là đẹp mắt luôn quý anh chị, với cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng sáng, trắng như ngọc trinh nha quý anh chị, khá là đẹp mắt luôn. Và đây là một cái khoảng sân rộng nè, hồi nãy Lộc mở cửa toang ra luôn để chúng ta di chuyển xe hơi vào bên trong nhà, với một cái khoảng sân rộng tầm khoảng 40 mét vuông á quý anh chị, khá là rộng luôn. Đó, thì khi mà quý anh chị bước vào bên trong khoảng sân này á, thì sẽ qua thêm một cái lớp cổng nữa. Cái lớp cổng này á, đơn vị bên Lộc làm rất là chắc chắn luôn nha quý anh chị. Căn nhà này vừa hoàn thiện xong lên luôn á quý anh chị, nên chủ đầu tư á, vừa gọi cho Lộc đi quay căn nhà này ngay lập tức luôn, và Lộc Nguyễn đi quay liền gửi đến cho quý anh chị, để cho quý anh chị nào mà muốn sở hữu căn nhà đẹp để mình đón Tết năm 2023 thì căn nhà này rất là thích hợp để cho quý anh chị lựa chọn luôn nha. Đó, quý anh chị nhìn cái cổng rào chúng ta nè, một cái cổng rào khá là chắc chắn và kiên cố rồi nha quý anh chị. Ở phía trên mỗi cái cổng á, thì nó sẽ có những cái đèn chiếu sáng cho quý anh chị luôn. Ở đây á, cánh cổng này khá là to và chắc chắn nè quý anh chị, được sơn là sơn tĩnh điện màu xám và màu vàng ha, với những cái hoa văn được CC khá là đẹp mắt luôn nha. Đó, khá là rộng quý anh chị ơi. Về nhà nào mà có xe hơi là cái căn nhà này rất là thích hợp cho quý anh chị luôn. Đó, một cái khoảng sân rộng chà bá luôn quý anh chị, quá rộng luôn. Ở đây thì chúng ta để được hai chiếc xe hơi luôn á quý anh chị, và xe máy thì chắc quý anh chị để tầm khoảng 20-30 chiếc luôn. Đó, quý anh chị nhìn mặt diện bên ngoài nè, một cái ngôi nhà khá là đẹp luôn, giống như một cái lâu đài thu nhỏ vậy quý anh chị. Đó, mà ở đây á, quý anh chị sở hữu về á, chúng ta có thể làm mái che ra, mái che mà kéo vào kéo ra quý anh chị. Đó, để chúng ta lấy được ánh sáng cũng như là lấy được cái luồng gió mát vào bên trong khu vực nhà chúng ta ha. Nhà chúng ta á, có sân trước và sân sau luôn, nên nó khá là thông thoáng và mát mẻ, với cái hướng là hướng chánh bắc luôn nha quý anh chị, nên rất là thích hợp cho quý anh chị và cô chú nào có hướng ở Đông Tứ Trạch, chúng ta sở hữu căn nhà này rất là phù hợp luôn. Ở phía tường ở ngoài đây nè, bức tường đã được ốp gạch hết cho quý anh chị luôn rồi, nên nó rất là sạch sẽ và chắc chắn ha. Và phía trên đây nè, nó cũng làm những cái hàng rào sẵn cho quý anh chị luôn ha. Đó, khá là rộng ha quý anh chị. Lộc Nguyễn đứng cái sân này mà cứ muốn đứng hoài luôn. Đó, nên quý anh chị nào mà nhà mà có tiệc tùng như đám cưới nè, đám hỏi nè, hay là thôi nôi đề tháng á, thì với cái khoảng sân này quý anh chị đãi tầm khoảng 5 đến 6 cái bàn luôn. Đó,
Rồi bước vào bên trong nhà quý anh chị ơi. Bước vào bên trong nhà thì cái khoảng cách giữa nhà và sân nó có, nó qua một cái dãy tam bậc tam cấp nè. Đó nên nhà chúng ta khá là cao ráo ha. Ở đây qua thêm một cái lớp cửa nữa. Cửa này là cửa bốn cánh nè quý anh chị. Đó. Ở đây được sơn tĩnh điện cho mình là tông màu xám ha. Kính là kính cường lực nên nó rất là sang trọng và hợp với cái kiểu nhà này. Ở ngoài đây á, bức tường chúng ta ốp lên tới trần luôn nè quý anh chị. Đó, trần khá là cao ha. Đó, có một cái đèn chiếu sáng ở phía bên ngoài luôn, thắp sáng cho khu vực cổng chúng ta. Một cái ngôi nhà mà có hai lớp cửa đó, nên nó khá là chắc chắn và an toàn. Tuy nhiên thì khu vực nhà của chúng ta rất là an ninh luôn. Một cái khu dân cư khá là đông đúc và an ninh. Thì hiện tại á, vừa thợ vừa mới dọn dẹp xong luôn, nên còn những cái lọ sơn nè, đó, chưa có dọn dẹp xong nha quý anh chị. Quý anh chị sở hữu căn nhà này á, thì bên Lộc sẽ bàn giao nhà mới hoàn toàn luôn nha. Rồi, vào bên trong khu vực phòng khách. Bên trong khu vực phòng khách thì nó rộng rãi không kém luôn nè quý anh chị. Quá rộng luôn. Đó, thì với một cái không gian phòng khách rộng như thế này á, thì chúng ta có tha hồ thiết kế những cái nội thất bên trong nhà của chúng ta ha. Với một cái ngôi nhà sang trọng như thế này á, thì Lộc thấy á, là một cái bàn ghế bằng gỗ quý anh chị thì sẽ thích hợp với ngôi nhà này. Chúng ta để một cái bộ bàn ghế gỗ đây. Đó, để Tết chúng ta tiếp khách quý thì rất là tuyệt vời ha quý anh chị. Ở phía trên trần nè, trần của mình là trần dược cấp. Ngôi nhà chúng ta là tông màu sáng ha, màu trắng. Thì đi liền với hệ thống đèn LED đó, là cái đèn nó là đèn màu cam đó quý anh chị. Nên bắt lên nó rất là đẹp mắt luôn. Đó, một cái điểm nhấn cho khu vực trần dược cấp của chúng ta. Ở chính giữa thì làm cho mình một cái điểm nhấn là một cái đèn chùm ha. Đèn chùm khá là lung linh luôn quý anh chị. Và đèn chúng ta là đổi màu được luôn, cùng với hệ thống đèn LED giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực phòng khách của chúng ta ha. Thì với khu vực phòng khách này á, đơn vị bên Lộc khá là chu đáo nè, đi sẵn những cái đường dây cáp đồng như thế này để chúng ta lắp đường dây cáp cũng như là đường dây điện thoại hoặc là đường dây cáp quang ha. Đó, để cho gọi là đi âm tường đó quý anh chị. Ở đây có sẵn những cái ổ cắm điện hết rồi để cho quý anh chị tha hồ sử dụng những cái thiết bị điện ha. Ở phía trên thì có những cái đường dây điện như thế này để cho quý anh chị gắn đèn tiếp hoặc là gắn quạt cũng được nha quý anh chị. Ở phía dưới cầu thang nè, cầu thang này á, thì quý anh chị về á, quý anh chị làm cho cái bộ phận nội thất vào á, người ta thiết kế cho mình là những cái tủ để cho quý anh chị làm khu vực nhà kho, hoặc là mình thiết kế ở đây là một cái hòn non bộ giúp cho khu vực phòng khách của chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn nha. Tiếp đến quý anh chị di chuyển xuống khu vực bếp nha. Nhưng mà trước đến khu vực bếp á, Lộc cho quý anh chị tham quan cái khu vực này nè. Ở đây nè quý anh chị, có sẵn cái đèn phía trên màu vàng khá là đẹp ha. Thì ở đây chúng ta làm gì ạ? Treo một cái bức tranh gia đình hoặc là một cái bức tranh phong cảnh thiên nhiên á. Đó, đèn nó chiếu vào á, thì rất là đẹp luôn. Rồi, phía trên đây thì nó sẽ có một cái hệ thống kệ. Thì ở đây chúng ta có thể trưng bày những cái bình hoa ở những cái khu vực kệ này, hoặc là những cái bình rượu quý ha, hoặc là những cái cúp á, cái cúp hoặc là những bằng khen á. Đó, chúng ta trưng ở khu vực này. Đó, thì nó khá là đẹp mắt luôn. Một cái ngôi nhà mà Lộc thấy á, nó rất là sang trọng và hiện đại, với cái tông màu sáng cũng như là những cái hệ thống đèn cung cấp ánh sáng cho khu vực nhà, thì Lộc thấy rất là kiểu là vừa bước vào á, nhìn nó rất là sang trọng và hiện đại luôn quý anh chị. Ở khu vực bếp nè, làm cho mình là một cái thường thường á, là những cái căn nhà nó sẽ làm cho mình là tủ bếp hình chữ L, nhưng ở đây là làm kiểu chữ Y đường thẳng ha. Đó, khá là dài luôn quý anh chị, khá là dài luôn và rất là nhiều tủ luôn nha. Ở đây thì rất là nhiều tủ nha. Đó, thì chúng ta có thể là tha hồ đựng đồ không quý anh chị. Mỗi cái khu vực tủ á, nó sẽ có những cái kệ như thế này nè, để cho quý anh chị để thêm nhiều đồ hơn. Đó, đẹp quá ha. Ở phía dưới tủ bếp dưới nè, được ốp lát cho mình là đá hoa cương ha quý anh chị. Rất là sạch sẽ khi mà chúng ta nấu nướng cũng như là thao tác ở cái khu vực bếp này. Đó, với cái khu vực bếp này thì chúng ta có thể đứng tầm khoảng 4-5 người luôn ha. Đó, khi mà nấu ăn á, gia đình chúng ta sum vầy bên khu vực bếp này cùng nhau nấu ăn thì rất là tuyệt vời ha quý anh chị. Với một cái khu vực bếp khá là rộng luôn. Ở đây rất là rộng luôn quý anh chị ơi.
thì chúng ta để một cái bàn bộ bộ ghế bàn ăn bằng gỗ á, tầm khoảng 6 đến 8 cái ghế ở khu vực này á. Đó, để dưới cái khu vực đèn led thế này nè. Đó thì rất là tuyệt vời ha. Những buổi tối, những buổi sáng chúng ta sum vầy bên khu vực bàn ăn để cùng ăn uống á, thì rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Rồi, ở đây có sẵn cho mình ống nước vào và ống nước ra rồi. Thì ở trên thì cũng sẵn có sẵn một cái ổ cắm điện luôn. Thì với khu vực này chúng ta làm gì ạ? Để máy giặt ở đây ha. Đó, khá là hợp lý với một cái căn nhà. Ngọc thấy là không có chỗ nào để chơi hết quý anh chị ơi. Đó, quý anh chị nào mà thấy cái khu vực nào mà chơi được á, thì quý anh chị comment ở dưới video nha. Lộc sẽ rút những cái kinh nghiệm cho chủ đầu tư chúng ta xây những cái căn nhà đẹp hơn rồi để gửi đến cho quý anh chị nha. Rồi, một cái khoảng sân sau khá là rộng rãi luôn quý anh chị. Đó, ở đây là một cái khu vực giếng trời để cho chúng ta lấy gió cũng như là lấy ánh nắng trực tiếp. Nó sẽ giúp cái ngôi nhà chúng ta lúc nào cũng sẽ thông thoáng nha quý anh chị. Đó, vừa bước ra đây là một cảm giác khá là mát mẻ luôn. Ở đây thì có sẵn cho mình một cái vòi nước nè. Đó, nước khá là mạnh luôn ha. Nước ở đây chúng ta xài nước là của công ty nước Hà Lan, nên nó rất là sạch sẽ luôn nha quý anh chị. Nên quý anh chị yên tâm mà sử dụng. Rồi, và khu vực phòng vệ sinh ở tầng trệt nè quý anh chị, là một khu vực phòng vệ sinh Lộc thấy á, khá là thông thoáng luôn nè quý anh chị ơi. Đó, tường đã được ốp lên cho mình ở lên tới trần luôn nè, với những cái gạch được ốp tường với những cái hoa văn khá là đẹp luôn ha. Và ở đây á, lắp cho mình là bobo nè, bồn cầu và vòi sen luôn rồi. Đó, ở phía dưới thì gạch là gạch chống trơn trượt ha quý anh chị. Đó, cánh cửa của chúng ta là cửa nhôm và kính mờ ha. Đó, một cái nhà mà Lộc thấy là đi review gửi đến cho quý anh chị đó, nhưng mà Lộc muốn sở hữu ngay cho mình luôn. Đó, còn quý anh chị như thế nào ạ? Quý anh chị hãy comment dưới video Lộc Nguyễn để Lộc Nguyễn biết nhu cầu của quý anh chị nha. Thì tiếp theo Lộc Nguyễn sẽ di chuyển lên trên 2 lầu để cho quý anh chị tham quan chi tiết và cận cảnh những căn phòng ngủ ở trên lầu nha. Rồi, tiếp theo Lộc Nguyễn sẽ di chuyển lên trên lầu 1 để cho quý anh chị tham quan phía trên nha. Các bậc cầu thang nào quý anh chị đã được ốp lát đá hoa cương từ mặt trong ra mặt ngoài cho quý anh chị rồi nè. Đó, ở phía trên nhìn với cái gạch hoa cương màu đen nè, nhìn rất là sang trọng ha quý anh chị. Đó, mỗi khu vực cầu thang thì nó sẽ có một cái ô như thế này, nhìn giống như là cái tivi ha quý anh chị, nhìn giống như tivi mà hình led vậy đó. Nhưng mà thực chất đây là một cái khu vực để cho quý anh chị làm gì ạ? Lấy sáng cho cái khu vực cầu thang chúng ta ha. Ở phía trên mỗi cầu thang thì sẽ có một cái đèn như thế này. Đó, nhìn theo phong cách rất là cổ điển ha quý anh chị. Rất là đẹp. Rồi, đi lên trên khu vực lầu 1 nè. Khu vực lầu 1 thì sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đầu tiên là cho quý anh chị tham quan khu vực phòng ngủ đầu tiên nha. Wow, một cái khu vực phòng ngủ khá là rộng rãi luôn. Ở phía trên trần nè quý anh chị, trần là trần vượt cấp nè, với cái hệ thống đèn led hình màu cam khá là đẹp ha. Ở chính giữa thì có một cái đèn kiểu đèn chùm á, nhưng mà nó sẽ có những cái kiểu cách khá là đẹp luôn. Ở khu vực phòng ngủ chúng ta có một cái cửa sổ như thế này để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy cái không khí cho cái khu vực phòng ngủ chúng ta lúc nào cũng thông thoáng ha. Tường đã được ốp gạch lên cho mình tầm khoảng 1m4 luôn nè quý anh chị, với những cái hoa văn rất là đẹp, những cái hoa văn hình hoa nè, hình bình hoa nè. Đó, khu vực cửa phòng chúng ta là cửa kính nhôm sifa, kính mờ nha quý anh chị, cách âm rất là tốt và nhìn vào cũng không có thấy luôn. Rồi, tiếp đến khu vực phòng vệ sinh thứ hai ở trên lầu 1. Khu vực phòng vệ sinh thứ hai này Lộc thấy nó rộng hơn, không cũng vừa nha, cũng bằng cái khu vực ở dưới tầng trệt nha quý anh chị. Đó, gạch ốp tường chúng ta ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn nè, khá là sạch sẽ ha quý anh chị. Lavabo, bồn cầu và vòi sen đã lắp sạch sẽ sẵn hết cho quý anh chị rồi. Ở lavabo chỉ thiếu cái khu vực kính thôi.
Thì và chúng ta sắm cái khu vực kính ở đây ha, là sử dụng được rồi nha quý anh chị. Tiếp đến Lộc sẽ di chuyển ra khu vực phòng thứ 3, phòng thứ 2 chứ. Tiếp đến Lộc sẽ di chuyển ra khu vực phòng thứ 2 nha. Đây, một cái khu vực phòng hướng ra phía ban công nè quý anh chị. Phía trên trần là trần vượt cấp nè. Cái phòng này thì nó sẽ to hơn cái phòng đầu tiên nha. Hướng ra ban công nha quý anh chị. Ở phía dưới gạch ốp lên cho mình là gạch bóng kính, khá là sáng. Hướng ra cầu thang thì là một cái cầu thang khá là dài luôn nè. Đó. Với cầu thang này á, thì chúng ta có thể nhìn được bao quát xung quanh luôn. Một cái khu dân cư khá là đông đúc và sầm uất rồi. Lộc thấy là nhà chúng ta không thiếu một thứ gì hết quý anh chị ơi. Đó, chúng ta để cái bàn ở đây ha, hai cái ghế ha. Đó, chiều chiều chúng ta ra đây ngồi ngắm cảnh hay là hóng mát thì rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Ở phía trên nè, có những cái đèn chiếu sáng theo phong cách Pháp nhìn rất là đẹp mắt ha quý anh chị. Đó. Tiếp theo Lộc sẽ di chuyển lên trên lầu 2 để cho quý anh chị tham quan nha. Khu vực lầu 2 thì sẽ có hai phòng ngủ và cũng có một phòng vệ sinh. Tổng cộng ở nhà chúng ta có đến 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Đó, nhìn trên đây thì chúng ta sẽ nhìn được bao quát hơn xung quanh nè. Rồi, tiếp theo Lộc sẽ cho quý anh chị tham quan khu vực phòng thứ 3, nó hướng ra phía ban công nha quý anh chị. Nhưng mà cái phòng này nó sẽ rất là rộng luôn, nó rộng tương tự như phòng thứ 2 nha. Đó, tương tự giống như ở phòng dưới. Mỗi khu vực phòng chúng ta thì đều có những cái đường dây cáp đồng như thế này. Và thì chúng ta chỉ cần lắp máy lạnh vào và ở thôi. Đó, một cái đèn ngủ cũng như là hệ thống đèn LED ở phía trên. Nhìn rất là đẹp ha quý anh chị. Hiện tại thì ngôi nhà chúng ta đã có sổ hồng riêng rồi nha quý anh chị. Nên quý anh chị thấy ngôi nhà này ưng thì mình đi công chứng luôn trong ngày cũng được nha. Đó, khu vực ban công này nó hình tròn, nhìn giống như trong truyện cổ tích ha quý anh chị. Rất là đẹp mắt luôn. Rồi, Lộc sẽ lia xung quanh cho quý anh chị tham quan nè. Đó, khung cảnh rất là đẹp luôn. Tiếp theo mình sẽ di chuyển vào khu vực phòng vệ sinh thứ 3 nha. Mỗi khu vực phòng vệ sinh thì nó đều có một cái ô để cho quý anh chị lấy sáng cũng như là lấy không khí nha, làm cho khu vực phòng chúng ta lúc nào cũng sẽ thông thoáng và không bị bí bách mùi nha quý anh chị. Đó. Tiếp đến phòng thứ 4, phòng cuối cùng. Wow, một cái căn phòng này á, Lộc thấy là nó có cái ban công ở phía sau luôn nha. Để Lộc lia hết xung quanh cái phòng này cho quý anh chị xem. Lộc đứng đây gió thổi hù hù luôn quý anh chị, rất là mát. Một cái căn phòng mà có hai cánh cửa. Mỗi phòng chúng ta đều có một cái đèn ngủ như thế này và những cái công tắc. Công tắc này là công tắc máy lạnh ha quý anh chị. Đó. Ở đây thì nó sẽ có hai cái đường dây ở đây cho quý anh chị gắn quạt hoặc là gắn máy lạnh ha. Bên đây cũng có một cái đường dây sẵn luôn. Ở phía dưới thì có ổ cắm điện rồi. Với căn phòng này thì nó sẽ có hai cái cửa nha, cửa này và cửa này, cửa sổ và cửa chính hướng ra phía ban công. Đây, cái ban công này thì quý anh chị sẽ di chuyển được lên trên cái phía hành lang phía trên nha. Đó, ở trên lầu ạ. Rồi, quý anh chị hãy cùng đi với Lộc đi xuống dưới tầng trệt, Lộc sẽ báo giá cho quý anh chị nha.
Ok, vừa rồi thì quý anh chị và cô bác đã tham quan hết căn nhà khá là đẹp hồi rồi ha quý anh chị. Một ngôi nhà Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại chi tiết nha. Một căn nhà có diện tích là ngang 4m2, dài 28m, với chiều dài khá là dài ha quý anh chị. Thì ngôi nhà chúng ta được thiết kế á, là một trệt, hai lầu, có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh nha. Và được thiết kế với những cái tông màu rất là trắng sáng luôn, khá là đẹp mắt cho quý anh chị sở hữu căn nhà này. Thì với một cái mức giá tổng luôn nha quý anh chị, 2 tỷ 790 triệu là quý anh chị đã sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Và căn nhà này quý anh chị sẽ làm việc với chính chủ nên quý anh chị sẽ mua được cái giá khá là tốt so với thị trường, nên quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình nha, 0772010726. Lộc Nguyễn sẽ chủ động gọi lại cho quý anh chị để tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là đặt cuộc hẹn để cho quý anh chị và cô bác đi xem ngôi nhà này thực tế luôn nha. Một cái khu dân cư khá là đông đúc và sầm uất rồi, một căn nhà mà có một cái khoảng sân khá là rộng để cho quý anh chị để xe hơi ha, với một cái mức giá tổng luôn 2 tỷ 790 triệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Thì ngoài những cái sản phẩm tầm giá trên 2 tỷ thì Lộc Nguyễn còn những cái nhà sổ hồng riêng á, tầm khoảng 1 tỷ 2 nè, 1 tỷ 3, 1 tỷ 4 nè. Đó, nên quý anh chị hãy nhanh tay gọi ngay cho Lộc để sớm sở hữu được một căn nhà thật là phù hợp cho gia đình mình. Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống, sớm được tìm được một cái căn nhà phù hợp cho gia đình mình nha. Chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái video lần sau ạ.